Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bí quyết thành công. Chắc hẳn khi nhắc đến Vingroup, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một tập đoàn đứng đầu cả nước với nhiều thành tựu nổi trội trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, con đường để dẫn đến thành công như ngày hôm nay lại chẳng dễ dàng và đơn giản. 10 năm thành lập, 10 năm sóng gió và cũng chính là 10 năm huy hoàng của Vingroup, đồng thời cũng chính là của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hành trình 10 năm của Vingroup là cả một sự nỗ lực của rất nhiều người dưới sự lãnh đạo tài tình của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng với các cộng sự. Quá trình này đã diễn tiến và phát triển ra sao? Một thập kỷ với nhiều biến cố thăng trầm, thất bại vô số, nhưng tại sao ông Phạm Nhật Vượng vẫn có thể chèo lái được con tàu Vingroup cập bến thành công như hiện nay? Với hàng loạt nỗ lực và cống hiến không biết mệt mỏi cho nền kinh tế đất nước, Phạm Nhật Vượng đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều bạn trẻ có đam mê khởi nghiệp. Vậy ông có những bí quyết và bài học đắt giá gì mà lại có thể trở thành thần tượng của thế hệ trẻ đến thế? Các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Các bạn biết không, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán, công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam là ba trong số những cái tên có thể dùng để nói về tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, 10 năm trước, cái tên Vingroup chưa tồn tại. Vingroup khi đó là hai pháp nhân, độc lập là công ty cổ phần Vinber, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ Hòn Tre và công ty cổ phần Vincom, tiền thân là công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt Nam. Từ cuối năm 2011, Vincom và Vinber chính thức được sáp nhập và mang tên tập đoàn Vingroup như hiện nay. Bước đi đầu tiên với nền tảng vững chắc, Vincom và Vinber. Dấu ấn đầu tiên và đậm nét nhất của Vingroup tại Việt Nam là tòa tháp Vincom Tower đặt trên phố Bà Triệu, Hà Nội. Thời điểm bấy giờ, không một trung tâm thương mại nào của Hà Nội lại có thể là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoạt động mua sắm và các dịch vụ vui chơi, giải trí và ẩm thực chất lượng cao như tại trung tâm thương mại Vincom. Không những vậy, nơi đây còn là khu văn phòng với rất nhiều tiện ích. Việc kết hợp hoàn hảo giữa 6 tầng phía dưới là một trung tâm thương mại lớn, đa dạng chủng loại mặt hàng, có khu ẩm thực và giải trí với 15 tầng phía trên là khu văn phòng cao cấp đã mang lại tiện ích tối đa cho cả hai khối. Ngoài ra, không thể bỏ qua cụm rạp chiếu phim Megastar nay đã trở thành CGV. Đây được xem là cụm rạp chiếu phim hiện đại nhất lúc bấy giờ với 8 phòng chiếu đa năng tiêu chuẩn quốc tế. Cụm rạp chiếu phim có tác dụng cộng hưởng và hỗ trợ cho khu trung tâm thương mại, văn phòng, tạo cho Vincom một vị thế cạnh tranh vững vàng tại Hà Nội mà các tòa nhà khác vài năm sau đó cũng chưa thể bắt kịp. Đến nay, Vingroup đã sở hữu 79 trung tâm thương mại trên cả nước và vẫn duy trì công thức thành công của Vincom Tower Bà Triệu là kết hợp giữa mua sắm, giải trí và ẩm thực. Các trung tâm thương mại Vincom hiện trải dài trên 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt khoảng 1,6 triệu mét vuông. Nổi bật nhất, Vingroup cho xây dựng Landmark 81, khánh thành vào tháng 7 năm 2018 sau hơn 1.000 ngày thi công và chính thức trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam với 81 tầng và chiều cao 461,3m. So với các tòa tháp trên thế giới, The Landmark 81 cao thứ 8 và trở thành dự án đầu tiên đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia có công trình tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Bên cạnh tòa tháp Vincom Tower, dự án nghỉ dưỡng Vinpearl Resort và Spa tại đảo Hòn Tre, Nha Trang cũng là dấu ấn lớn giúp Vingroup khẳng định tên tuổi trong những ngày đầu đứng trên thị trường. Vinpearl là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về du lịch và nghỉ dưỡng, bao gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự biển đẳng cấp 5 sao và trên 5 sao quốc tế. Sự táo bạo của Vingroup là xây dựng hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới lên tới 3.320m, nối liền thành phố biển Nha Trang với đảo Hòn Tre. Nhờ hệ thống cáp treo và khả năng kết nối giữa đảo và đất liền được cải thiện. Nhờ đó, Vinpearl Nha Trang nhanh chóng thu hút lượng lớn khách du lịch. Số khách quốc tế lưu trú tính theo ngày của năm 2007 là 76.000, thì sang năm 2008, sau khi hoàn thành cáp treo tăng vọt lên 112.000. Nhiều năm liền, Vinpearl Nha Trang được chọn là nơi tổ chức cuộc thi sắc đẹp của Việt Nam và thế giới. Xây dựng xương sống trụ cột, bất động sản Vinhomes. Khi dấu ấn với các trung tâm thương mại Vincom và các khu nghỉ dưỡng sang trọng Vinpearl, nhưng trụ cột của Vingroup trong thập kỷ qua là bất động sản nhà ở với thương hiệu Vinhomes. Vinhomes được Vingroup cho ra mắt vào tháng 11 năm 2013 và đến thời điểm hiện tại, Vinhomes là thương hiệu bất động sản số 1 Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực phát triển, cho thuê và vận hành bất động sản nhà ở phức hợp phân khúc trung và cao cấp.
Thế mạnh của Vinhomes là cung cấp các sản phẩm vượt trội với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, các tiện ích đa dạng tùy từng dự án như sân chơi, khu thể thao, hồ bơi 4 mùa, khu vực sảnh tiếp khách, hệ thống an ninh, hệ thống trường học Vinschool, bệnh viện hoặc phòng khám quốc tế Vinmec, tổ hợp mua sắm giải trí và ẩm thực Vincom, hệ thống siêu thị Vinmart và cửa hàng tiện ích Vinmart Cộng. Theo số liệu của Vingroup, tính từ năm 2010 đến nay, Vingroup đã bán ra thị trường tới 143.200 căn hộ. Các dự án lớn đầu tiên của Vingroup chính là Royal City, Times City và khu đô thị sinh thái Vincom Village, sau đổi tên thành Vinhomes Riverside. Còn thời điểm hiện tại, nhắc đến Vinhomes là nhắc tới ba đại dự án đang được rầm rộ triển khai: Vinhomes Grand Park, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City. Từ năm 2019, Vinhomes đã thay đổi chiến lược, không chỉ bán lẻ mà kết hợp bán lẻ và bán số lượng lớn cho những nhà đầu tư chiến lược. Tại các dự án đại đô thị, định hướng của Vinhomes là đóng vai trò chủ đầu tư cầm trịch dự án, đầu tư hạ tầng, đường xá, trung tâm thương mại, trường học, khu vui chơi, sau đó kết hợp với một số nhà đầu tư thứ cấp để xây dựng nhà ở nhằm đa dạng thương hiệu. 3 năm gần đây, doanh thu và lợi nhuận của Vinhomes tăng vọt. Năm 2019, doanh thu đạt gần 52.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận vượt 1 tỷ USD. Nguồn tài chính dồi dào từ bất động sản là cơ sở để Vingroup phát triển các mảng kinh doanh khác, để từ một doanh nghiệp bất động sản trở thành tập đoàn đa ngành. Hình thành nên hệ sinh thái đa sắc màu, y tế, giáo dục, bán lẻ, nông nghiệp. Không như hầu hết các doanh nghiệp bất động sản khác, chỉ xây nhà, Vingroup vừa xây nhà vừa xây cả một hệ sinh thái khép kín xoay quanh các tòa nhà mà mình triển khai. Sống trong căn hộ Vinhomes, đi chợ Vinmart, cho con học Vinschool, VinUni, khám bệnh Vinmec, ăn rau Vineco v.v. chính là hệ sinh thái của các khách hàng Vingroup. Trong mảng y tế, Vinmec được Vingroup xây dựng theo chuẩn quốc tế đẳng cấp hàng đầu Việt Nam, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn nhất Việt Nam. Đến nay, Vinmec đã có 7 bệnh viện và 4 phòng khám, sở hữu 1.650 giường bệnh cùng 2.600 bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng viên. Với lĩnh vực giáo dục, Vinschool là hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông và VinUni là hệ thống giáo dục đại học. Không chỉ được đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, Vinschool còn nhận được sự đầu tư cao về chất lượng giáo viên, giảng viên và các chương trình học. Đến nay, Vinschool đang có 35 cơ sở với hơn 27.000 học sinh. Đáng chú ý, Vinmec, Vinschool, VinUni đều là mô hình phi lợi nhuận, có nghĩa là nếu hoạt động có tạo ra lợi nhuận thì lợi nhuận đó sẽ sử dụng để tái đầu tư, phục vụ cộng đồng thay vì chia cho các cổ đông sở hữu công ty. Trong mảng bán lẻ, Vingroup phủ sóng khắp các ngõ ngách trên cả nước bằng hệ thống Vinmart và Vinmart Cộng. Mặc dù hiện Vingroup đã chuyển sở hữu hệ thống siêu thị cho Masan, Vinmart và Vinmart Cộng vẫn đang là thương hiệu bán lẻ lớn nhất cả nước với 122 siêu thị Vinmart và 2.524 cửa hàng Vinmart Cộng. Với ngành nông nghiệp, Vineco đang sở hữu 14 nông trường công nghệ cao với 3.000 ha quỹ đất canh tác. Chiến lược của Vineco là tối ưu hóa công nghệ sản xuất hiện đại từ Nhật Bản, Israel triển khai trên đồng ruộng, nhà kính, nhà màng. Ngoài ra, Vineco liên kết với các nhà sản xuất quy mô lớn, có uy tín trong nước và hỗ trợ các hộ nông dân để đa dạng hóa mặt hàng, nâng cao sản lượng và đảm bảo chất lượng nông sản cung cấp ra thị trường. Vineco hiện cũng đã được Vingroup chuyển giao cho Masan. Và khát vọng vươn ra thế giới với công nghiệp và công nghệ. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây gần 2 năm, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup từng nói: "Ngày xưa là câu chuyện cơm áo gạo tiền, đầu tiên khi đi làm là muốn kiếm tiền giúp bố mẹ đỡ nghèo đỡ khổ. Sau này có tí tiền lên thì để mình sống một cách thoải mái sung túc, vợ con đề huề. Dần dần lớn lên nữa thì công việc là đam mê. Và đến giờ, mục tiêu cuối cùng là làm được cái gì đó cho đời. Bước đi công nghiệp và công nghệ có lẽ chính là phần làm được cái gì đó cho đời của tỷ phú họ Phạm." Sở dĩ nói như vậy là bởi nếu Vingroup chỉ cần tập trung làm bất động sản, họ vẫn nhận về doanh thu, lợi nhuận tốt. Nhưng với việc dấn thân sản xuất ô tô, xe máy, smartphone, nghiên cứu công nghệ, rủi ro thua lỗ trước mắt là điều không tránh khỏi. Theo ông Vượng, Vingroup cũng xác định chấp nhận bù lỗ cho cuộc chơi ô tô trong nhiều năm, nhưng cái đích hướng tới là toàn cầu để tôn vinh xe thương hiệu Việt có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu của VinFast là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng điện, xe buýt điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Vingroup muốn thông qua lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, một trong những ngành công nghiệp mang tính dẫn dắt, có tác động tới nhiều ngành nghề khác, sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp và chế tạo tại Việt Nam.
Sự kiện khánh thành nhà máy sản xuất ô tô vào tháng 6 năm 2019 đánh dấu kỷ lục về tiến độ xây dựng khi được hoàn thành chỉ sau 21 tháng. Đây là nhà máy có công suất thiết kế giai đoạn 1 là 250.000 xe một năm, giai đoạn 2 là 500.000 xe một năm, tốc độ sản xuất là 38 xe một giờ. Với những bước đi đầu tiên, Vingroup đã thu về thành quả đáng ghi nhận. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Vingroup đã bán được 55.800 ô tô, xe máy điện cùng 1,3 triệu smartphone. Vingroup đang đứng thứ 3 về thị phần smartphone, đồng thời dòng xe Fadil luôn đứng trong top 10 thị trường xe bán chạy tại Việt Nam. Nhìn lại thập kỷ đã qua, quy mô Vingroup đã thay đổi chóng mặt. Từ khoảng 1,7 tỷ USD năm 2010, tài sản Vingroup đến tháng 9 năm 2020 đã lên tới 18,5 tỷ USD. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng của Vingroup, từ một thanh niên buôn áo gió tại Moscow, doanh nhân trẻ kinh doanh nhà hàng và mì gói tại Ukraine, giờ đây đã trở thành tỷ phú đô la, đứng trong top 300 người giàu nhất hành tinh và là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam nhiều năm liên tiếp. Vậy thành công của vị tỷ phú này đến từ đâu? Qua những năm tháng gian truân, cùng khóc, cùng cười, cùng thành công, cùng thất bại với Vingroup, ông đã đúc kết lại được những kinh nghiệm đắt giá gì? Chúng ta sẽ học hỏi được từ người đàn ông này những điều gì? Các bạn hãy cùng bí quyết thành công theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Bài học đầu tiên, làm việc phải làm theo quy trình, phân nhóm làm việc và có rà soát chặt chẽ trong mọi quá trình. Mỗi doanh nghiệp đều phải có một quy trình làm việc cụ thể rõ ràng. Mọi nhân viên đều nhận sự phân công làm việc từ cấp trên, phải đúng người đúng việc. Mọi quy trình đều phải có số liệu cụ thể, minh bạch và rõ ràng. Điều này giúp rất nhiều trong việc quản trị, người quản lý sẽ rà soát số liệu, đánh giá được kết quả làm việc của từng nhân viên tốt hơn. Nhân viên được làm đúng năng lực, thực lực của mình. Sau cùng, điều này giúp người chủ thưởng phạt nhân viên công minh, tránh sự thiên vị trong công việc. Bài học số 2, thành công chưa phải vạch đích và cũng không có đích. Luôn đặt mục tiêu cho mình, đừng bao giờ làm ếch ngồi đáy giếng. Tại Việt Nam, Vingroup có thể là tập đoàn hàng đầu về kinh tế, nhưng so kè với thế giới, Vingroup chưa nói lên được điều gì cả. Vậy nên hãy không ngừng vươn xa, vươn cao hơn để chinh phục mọi đấu trường quốc tế. Sự thực là như thế. Năm 2019, Vingroup tung ra VinFast và VSmart, dòng điện thoại và xe hơi made in Vietnam. Theo thống kê doanh thu của Vingroup, khoảng nửa đầu năm 2019, hoạt động sản xuất thu hơn 2.400 tỷ đồng cho Vingroup và chiếm 4% tỷ trọng doanh thu của tập đoàn này. Phạm Nhật Vượng đã chứng minh rõ rằng kinh doanh không bao giờ có đỉnh. Bài học số 3, làm việc thì làm theo đam mê, nên học hỏi chính đối thủ của mình. Một câu hỏi mà mọi người luôn hỏi Phạm Nhật Vượng trong những buổi diễn thuyết, thảo luận đó là làm thế nào mà họ có thể thành công trong nhiều lĩnh vực như ông? Từ các lĩnh vực khác nhau và chẳng hề có sự liên hệ nào như bất động sản, kinh doanh bán lẻ siêu thị, y tế giáo dục cho đến chế tạo xe, v.v. Ông Phạm Nhật Vượng đã chia sẻ một cách thẳng thắn. Tôi luôn đam mê, nghiêm túc với những gì tôi làm. Với những lĩnh vực như y tế, giáo dục, dù tôi chưa từng có kinh nghiệm nhưng tôi có thể học hỏi. Tôi liên tục học hỏi từ bạn bè và quan sát đối thủ đã làm gì để rút kinh nghiệm cho bản thân. Bài học số 4. Công việc không phải lúc nào cũng nên tư duy phức tạp. Một ví dụ điển hình về một số vấn đề mà Phạm Nhật Vượng gặp phải trong việc kinh doanh khách sạn, chi nhánh Vinpearl. Vào mùa cao điểm, số khách du lịch tăng đột biến. Nguồn nhân lực thiếu, cấp dưới xoay vòng và không tìm ra hướng giải quyết. Cho đến một tuần sau, ông nhận được tin và xử lý gọn bằng cách tận dụng những nguồn nhân lực có sẵn, bao gồm cả lao công và bảo vệ. Ông đào tạo họ những công việc không thuộc chuyên môn của họ, bù vào những vị trí còn thiếu. Theo như một chia sẻ của ông về lâu dài phá đi thiết kế hiện tại, mở rộng không gian kiến trúc để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của người Việt. Ông chốt hạ nguyên tắc của mình rất đơn giản, lấy sẵn bù thiếu, tận dụng mọi nguồn lực mình đang và sẵn có. Bài học số 5. Nhanh không thể hiện chất lượng, đó chỉ là lý do cho sự yếu kém của bản thân. Ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ khi khởi công xây dựng hai dự án cùng một thời điểm. Tuy nhiên, một bên nhân lực có sự làm việc nghiêm túc ngay từ ban đầu nên công trình hoàn thành sớm hơn dự kiến và đạt chuẩn chất lượng. Bên còn lại, quản lý dự án thiếu sự tích cực trong những ngày đầu và cố gắng gấp rút chạy đua vào những ngày gần cuối. Kết quả là tiến độ bên thứ hai chậm hơn rất nhiều so với bên thứ nhất, đồng thời khi nghiệm thu lỗi kỹ thuật ở bên thứ hai cũng nhiều hơn. Điều này chứng tỏ không phải nhanh là đạt chất lượng, không phải nhanh là tốt, đó là sự thiếu năng lực. Các bạn thân mến, thành công không phải là đích đến, đó là một quá trình bền bỉ, không ngừng nỗ lực
và không bỏ cuộc. Chính vì như vậy, nhìn lại thập kỷ huy hoàng của Vingroup, chúng ta không khỏi thán phục và ngưỡng mộ bởi sự lãnh đạo tài tình của doanh nhân Phạm Nhật Vượng. Ông sở hữu đầy đủ mọi tố chất của một vị lãnh đạo thừa tài năng, đủ can đảm, suy đoán sắc bén, dám mạo hiểm, dám thử thách cái mới, kèm theo một ý chí mạnh mẽ và quyết tâm thành công. Mong rằng sau khi xem xong video này, bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá từ nhà tỷ phú này để áp dụng vào công việc của bản thân, sớm ngày vươn đến thành công. Và bạn có suy nghĩ như thế nào về thập kỷ sóng gió nhưng huy hoàng của Vingroup cũng như về nhà lãnh đạo Phạm Nhật Vượng? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ lên sóng quen thuộc, đó là 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày của Bí Quyết Thành Công.